Sẽ cách để bạn tạo tính năng ghi danh trên TikTok. Nhờ tính năng này, bạn có thể lấy được thông tin, địa chỉ email, số điện thoại và nhu cầu của khách hàng, sau đó gọi điện bán hàng ngay trên TikTok. Để làm được điều này, bạn cần thỏa mãn hai tiêu chí sau. Thứ nhất là tài khoản phải trên 1.000 follower. Thứ hai, TikTok của bạn phải là TikTok doanh nghiệp. Chúng ta vào đây, 3 chấm, chọn bộ công cụ dành cho doanh nghiệp, chọn nhận đầu mối, chọn ghi danh, ấn tiếp, chọn các thông tin này, ấn tiếp. Ở phần này thêm thủ công chiếc quyền điện tử. Rồi, ở đây Duẩn sẽ gửi cho bạn một cái mẫu. Mẫu Duẩn đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Copy cái này là xong. Ấn tiếp. Xem lại chi tiết biểu mẫu của bạn. Mục tiêu, giới thiệu, đúng rồi. Được rồi, chờ xem xét các bạn nhé.